Chương trình An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào các đồng chí và quý khán giả. Thưa quý khán giả, trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời các đồng chí và quý khán giả theo dõi phóng sự ghi nhận những đóng góp của một vị linh mục xứ Kim Hòa, huyện Vĩnh Thạnh trong việc xây dựng mô hình họ đạo xứ đạo 30 tại huyện Vĩnh Thạnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an vừa có buổi thăm làm việc với Công an thành phố Cần Thơ. Tiếp đoàn công tác Bộ Công an có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng Ban giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương. Đại tá Nguyễn Minh Kha, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã báo cáo với đoàn kiểm tra của Bộ Công an về tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 3 tháng đầu năm 2013.